Chúng ta sẽ một cái cách rất lạ để tìm kiếm cận chiến. Đó là tìm kiếm cận chiến là tìm một cái hàm số bậc nhất y bằng a c cộng b. Rõ ràng đây là cả không. Để cho cái y trừ cho a c cộng b này là dẫn đến không khi c dẫn đến cộng hoặc trừ vô cùng. Đó. Tức là xét về một mặt nào đó là khi c dẫn cộng vô cùng thì cái y này xấp xỉ với AX cộng B. Đấy là cái tư duy mới. Cái tư duy này là tư duy xấp xỉ trong dự hạn. Thế thì ở đây ta sẽ chép biểu thức này. Bây giờ ta sẽ biến đổi như sau. Đấy là chính là căn của này. Các bạn thêm bớt X bình phương cộng 4X cộng 4 cộng 3. Đây ngoài định nguyên 4X trừ 1. Ok chưa nào? Đấy. Thì đây là hàng đẳng thức, là căn của x cộng 2. Tất cả bình phương cộng 3 cộng 4x trừ 1. Đấy. Và khi x dẫn đến cộng hoặc trừ vô cùng thì cái căn này sẽ xấp xỉ với căn của x cộng 2 tất cả bình phương. Cho đó đấy sẽ xấp xỉ với là gì? Để cộng với 4x trừ trừ 1. Bây giờ ta sẽ hai quá trình x dẫn đến cộng hoặc trừ vô cùng. Thì đây sẽ là x cộng 2 cộng với 4x trừ 1 khi x dẫn đến cộng vô cùng. Cộng vô cùng thì kéo theo biểu thức này nó sẽ là dương đó. Còn nó sẽ bằng trừ x trừ 2 cộng với 4x trừ 1 khi x dẫn đến trừ vô cùng. Khi x dẫn đến trừ vô cùng thì x cộng 2 là âm nên trị cái độ của nó là bằng độ của nó. Đấy. Vậy thì nó sẽ là dẫn đến là gì? X cộng 4x là 5x cộng 1, đấy là 3x trừ 3. Đấy. Cái này là quá trình khi x dẫn đến cộng vô cùng. Còn đây là quá trình khi x dẫn đến trừ vô cùng. Đó. Vậy nó sẽ xấp xỉ với hai biểu thức này. Hai biểu thức bậc nhất và hai biểu thức này chỉ là tìm cận chiến thôi. Vậy tìm cận chiến đó là y bằng 5x cộng 1. Cái này nhánh x dẫn đến cộng vô cùng. Rồi y bằng 3x trừ 3. Cái này x dẫn đến âm vô cùng các bạn nhé. Vậy có hai đường tìm cận chiến như thế này. Các bạn nhé. Đây. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.